Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử tiếp tục gửi tới các bạn các hồi tiếp theo của câu chuyện Hưng Đạo Vương trong cuốn sách kể chuyện lịch sử Việt Nam của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Tiếp hồi thứ 14, Kiếm thần giết giặc Phạm Nhan, quân phục chẹn đường Văn Hổ. Yết Kiêu ra bờ sông, giả làm ông lão đánh cá, rồi chèo một chiếc thuyền nan đến gần nơi thuyền quân Nguyên đóng, xem thuyền Bá Linh ở đâu. Vì nhận ra cờ hiệu nên biết thuyền Bá Linh ở góc Tây Bắc. Yết Kiêu bơi thuyền 5-7 vòng quan sát. Đến đêm trời tối đen như mực, Yết Kiêu lặn xuống sông. Khi đến gần thuyền quân Nguyên nổi lên xem, thì đích là thuyền Bá Linh. Lại lặn xuống đục thuyền, nước chảy vào thuyền Bá Linh. Quân trên thuyền kêu gào. Bá Linh thấy nguy cấp, tàng hình biến mất. Ô Mã Nhi thấy động liền giăng lưới bắt Yết Kiêu. Yết Kiêu biết ý tránh được về ra mắt đại vương, thuật lại chuyện. Đại vương nói: Bá Linh có yêu thuật, dẫu người có bắt được nó cũng biến mất. Ta có cách này bắt nó phải chịu. Phép phù thủy bắt yêu thường có chỉ ngũ sắc, hễ bắt được rồi dùng chỉ ngũ sắc trói lại, dẫu tinh ma yêu quái đến đâu cũng không tài nào biến được. Ta thấy ngươi thiện thủy, lại cố lòng cố sức đi bắt Bá Linh, ta cũng yên tâm. Yết Kiêu phụng mệnh đại vương, xin chỉ ngũ sắc bện to bằng dây chảo, cải trang thành người đánh cá, ban ngày ra bờ sông ngồi câu. Tối hôm ấy, Ô Mã Nhi sai Bá Linh dẫn 10 chiến thuyền đi tuần trên sông. Yết Kiêu theo dõi thuyền Bá Linh, trong bụng đã mừng, nhưng sợ nếu lặn xuống đục thuyền thì nó sẽ biến mất. Ta nhảy lên thuyền bắt nó, quân Nguyên sẽ đổ xô vào cứu, một mình ta cũng khó lòng thoát được. Chi bằng ta lập kế làm cho thuyền nó tản ra bốn phía, mới có thể thừa cơ bắt sống. Yết Kiêu lặn xuống sông, đến gần đám thuyền giặc, ngẩng đầu lên khua nước. Quân Nguyên ngơ ngác trông trước trông sau, còn hồ nghi chưa biết thế nào. Yết Kiêu lại vùng một cái nữa, quân Nguyên trông rõ ràng là người, mới gào lên: có giặc, có giặc. Cả đám thuyền kinh động, tranh nhau cầm gươm giáo đuổi tìm bốn phía. Một chốc Yết Kiêu lại nổi lên khua nước, quân Nguyên nháo nhác tản thuyền ra tìm, nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Bấy giờ Bá Linh mới sai 10 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền mỗi ngả, truyền cho đứa nào bắt được Yết Kiêu thời có thưởng to. Đột nhiên Yết Kiêu lờ lờ nổi lên, thấy đoàn thuyền giặc đã tản ra bốn phía, vội vàng lặn đến thuyền Bá Linh. Ở dưới nước Yết Kiêu khấn: thiên địa linh thiêng có phù nhà Trần, hãy giúp bắt được Bá Linh. Khấn xong, Yết Kiêu nhảy mạnh lên thuyền, lấy chảo ngũ sắc cuốn chặt vào mình Bá Linh. Bá Linh không thể biến được nữa. Quân Nguyên trông thấy tướng giữ khỏe mạnh, vội nằm ép cả xuống sạt thuyền. Tướng ấy cắp Bá Linh ngang mình nhảy xuống sông biến mất. Quân Nguyên thấy mất tướng Bá Linh về báo với Ô Mã Nhi. Ô Mã Nhi bơi thuyền ra tứ phía, thấy đằng xa có một người cắp một người lên bờ, đoán người ấy đã bắt được Bá Linh. Ô Mã Nhi cho xốc thuyền vào bờ, kéo quân lên bộ đuổi theo, nhưng không kịp. Yết Kiêu chạy gấp một hồi về thành. Quân Nguyên cố sức đuổi theo cướp lại Bá Linh, nhưng bị quân ta dưới thành ra tiếp ứng, đánh quân Nguyên chết như rạ, còn tản quân chạy xuống thuyền bơi đi. Ô Mã Nhi thấy mất Bá Linh, liền rút quân về Vạn Kiếp. Yết Kiêu về thành, đem Bá Linh vào nộp đại vương. Đại vương mừng rỡ bảo: người bắt được tướng giặc, công này thật to lớn. Bá Linh quần áo ướt sũng, mê man bất tỉnh. Hưng Đạo Vương chờ cho Bá Linh tỉnh lại rồi mới tra hỏi. Khi Bá Linh tỉnh, đại vương hỏi: mày cậy có yêu thuật, giờ chịu phép ta chưa? Bá Linh phục chịu tội. Hưng Đạo Vương lệnh đem chém. Bá Linh khai là quê mẹ ở làng An Bài, tức Thái Bình ngày nay, xin được về quê chịu chết. Hưng Đạo Vương sai con là Hưng Vũ Vương Quốc Nghiễn đem Bá Linh về làng An Bài hành hình. Khi chém Bá Linh, đầu lại rơi lại mọc đầu khác. Hưng Vũ Vương Quốc Nghiễn tức giận, sai quân sĩ cầm dao búa bổ, nhưng không chạm được vào xương thịt Bá Linh, miệng nó vẫn cười khà khà.
Hưng Vũ Vương không biết làm kế gì mà giết được Bá Linh, bèn cho người về tâu với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương nổi giận, ngài cầm thanh thần kiếm, thân sức xuống làng An Bài chém Bá Linh. Bá Linh trông thấy ngài và thanh thần kiếm mới chịu khuất. Khi chém, Bá Linh nói rằng: Đại vương ra tay thời tôi chịu, nhưng sau khi tôi nhắm mắt, ngài cho tôi ăn đồ gì? Giá Tượng cầm thanh thần kiếm sắp khai đao, thấy Bá Linh hỏi đại vương như vậy liền thét lên rằng: Cho mày ăn sản huyết thiên hạ, tức là máu bà đẻ. Vừa buông lời chém một nhát, đầu Bá Linh rơi xuống đất. Quân sĩ đem đầu Bá Linh quăng xuống sông Thanh Lương. Hưng Đạo Vương về thành Thăng Long. Mấy hôm sau, có hai người đánh cá ở khúc sông ấy, khi kéo lưới lên thì thấy một cái đầu lâu. Họ nghĩ là ma quái mới khấn rằng: Hồn có khôn thiêng thì phù hộ cho chúng tôi đánh được nhiều cá, chúng tôi sẽ mai táng cho hồn. Khấn xong, hai người giăng lưới tiếp, mẻ nào cũng được cá. Họ đem cái đầu lâu ấy lên bờ sông mai táng. Bá Linh sau khi chết thường hiện hình ở bờ sông. Khi còn sống, Bá Linh hay trêu gái, nên con gái nhà nào nhìn thấy hình Bá Linh về nhà là mắc bệnh. Người trong làng sợ hãi mới lập miếu bên bờ sông thờ Bá Linh. Hưng Đạo Vương chém xong Bá Linh liền tiến quân, lập một trại ở An Hưng thuộc tỉnh Quảng Yên để đánh nhau với Thất Hoan. Giặc Nguyên chỉ còn giữ được hai trại Chí Linh và Phả Lại. Bấy giờ sắp hết lương, mới sai Ô Mã Nhi ra sông Đại Bàng, tức Nghi Dương, Hải Phòng, đón thuyền lương của Trương Văn Hổ tải sang. Khi thuyền vào đến Ải Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Yên, gặp Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư trấn thủ ở đấy. Vì Hưng Đạo Vương biết Ô Mã Nhi ra đón thuyền lương, nên mới sai Trần Khánh Dư chặn đường thủy, không cho đem lương thảo vào. Thượng Hoàng và vua nghe tin quân Nguyên đã rút cả về Vạn Kiếp, cũng rời Thanh Hóa tiến quân ra hội với Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương rước Sa Giá vào doanh. Vua an ủi một lúc rồi nói rằng: Trẫm nhờ có đại vương dùng diệu kế trừ được yêu quái, trẫm lấy làm mừng lắm. Nay quân Thoát Hoan đang núng, đại vương nên sớm tiễu trừ cho trẫm được an tâm. Hưng Đạo Vương tâu rằng: Lão thần cũng nhờ phúc bệ hạ, giặc 10 phần đã dẹp được 5-6 phần, chẳng bao lâu nữa sẽ dẹp xong. Trong lúc vua Trần Nhân Tông nói chuyện với Hưng Đạo Vương, chợt có tin về báo rằng Trần Khánh Dư giữ Ải Vân Đồn, khi Ô Mã Nhi đi qua, Khánh Dư chặn đường không nổi, bị Ô Mã Nhi phá tan, dẫn quân đi thoát. Thượng Hoàng nghe nói, liền sai trung sứ ra bắt Khánh Dư về hỏi tội. Khánh Dư tiếp sứ rồi thưa rằng: Tôi sai tướng lệnh đành chịu tội, nhưng xin khoan cho vài bao hôm nữa, may ra tôi lập được công để chuộc tội, nếu sai xin chịu tội sau. Vì Ô Mã Nhi đã phá được quân tôi, nó tưởng không còn ai ngăn trở nữa, chờ khi nó về tôi xin dẫn quân đánh Tập Hậu, chắc là phá được. Trung sứ nghĩ Khánh Dư cũng là một vị vương, nên nghe lời hoãn lại. Trần Khánh Dư thu quân. Trung sứ về tâu: Hạ thần phụng mệnh đi bắt Khánh Dư, nhưng thấy Khánh Dư cố ngỏ lời với hạ thần xin được lập công chuộc tội, khen Khánh Dư cũng là một vị vương hầu can đảm. Lại nói về Khánh Dư, nghe thấy Trương Văn Hổ tải các thuyền lương vào cửa Ba Lục, Thủy Dương thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Yên. Thủy quân của Khánh Dư phục sẵn đổ ra đánh. Văn Hổ địch không nổi, bao nhiêu thuyền bị Khánh Dư cướp hết cả, khí giới cũng thu được nhiều. Khánh Dư toàn thắng, còn Văn Hổ chạy thoát ra Kinh Châu, tức là Quỳnh Châu. Khánh Dư thắng trận đưa thư về báo. Thượng Hoàng thấy thế mừng rỡ, xá tội trước, không hỏi nữa. Triệu Hưng Đạo Vương phán rằng: Quân Nguyên cốt trông có lương thảo khí giới, đã bị ta cướp cả rồi, chắc nó không giữ lâu được. Thoát Hoan chưa biết, ắt còn ngông nghênh đắc chí. Giờ nói về Thoát Hoan, Thoát Hoan nghe tin lương thảo khí giới mất cả, thấy nguy cấp liền sai Ô Mã Nhi phản tiếp, dẫn quân đến phá trại Yên Hưng. Ô Mã Nhi phản tiếp vâng mệnh dẫn quân đi. Hưng Đạo Vương thấy quân Nguyên kéo đến, sai Giã Tượng Yết Kiêu dẫn quân ra ngoài trại độ 10 dặm, cự với quân Ô Mã Nhi, đôi bên giản trận. Giã Tượng cầm đại đao ra trước thét lên: Bớ quân giặc kia, chúng mày đã đến lúc tận số rồi, còn dám đến đây khoe khoang nỗi gì? Bên kia phản tiếp cũng nhảy ra hét lên: Thằng kia chớ có nói khoác, mày hãy coi phép đao của ta đây. Hai tướng xông vào đánh nhau 7-8 hiệp chưa phân thắng bại. Ô Mã Nhi khi thấy Giã Tượng đánh cũng cầm đôi kiếm xông ra giao phong, nhưng Yết Kiêu đánh không lại Ô Mã Nhi, mới quay ngựa chạy.
Ô Mã Nhi thúc ngựa vào đánh Giã Tượng. Giã Tượng vừa đánh vừa lui, hai tướng Nguyên thừa thế đánh tràn sang. Giã Tượng ít kiêu bại trận thu quân về. Hưng Đạo Vương thấy hai tướng bị thua chạy về, nổi giận thét: "Chém!" Các tướng xô vào xin. Vì Mã Nhi phản tiếp vốn là những danh tướng bên Nguyên, bên ta chỉ có Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa là địch nổi. Trận này thua vì hai tướng ta kém sức, chứ không phải nhụt chí. Hưng Đạo Vương bèn sai Nguyễn Chế Nghĩa làm chánh tướng, Hùng Thắng Huyền Du làm phó tướng, dẫn 3.000 quân ra địch nhau với Ô Mã Nhi. Ô Mã Nhi giản trận khiêu chiến, Nguyễn Chế Nghĩa ra giao phong. Hai tướng địch nhau hơn trăm hiệp, càng đánh càng hăng, không phân thắng phụ. Hùng Thắng Huyền Du chia quân làm hai ngả tràn sang đánh Bầu Trợ, cũng không phân thắng phụ. Sau một hồi lại thu quân đâu về đấy. Bấy giờ Phạm Ngũ Lão cũng vừa ở Long Hưng dẫn quân đến, vào trại ra mắt Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương mừng lắm nói: "Ngũ Lão đến đây chắc là phá xong quân giặc. Ta muốn nhờ Phạm Ngũ Lão đem quân ra giúp Nguyễn Chế Nghĩa đánh Ô Mã Nhi." Ô Mã Nhi biết Nguyễn Chế Nghĩa là tướng anh hùng, lại có Phạm Ngũ Lão đến giúp, liệu bè đánh không nổi, liền rút quân về Vạn Kiếp. Thoát Hoàn thấy thế quân Hưng Đạo Vương mạnh lắm, chưa thể nào phá được, mới chia các tướng ra giữ trại Phả Lại và trại Chí Linh, gấp sai người về tàu xin thêm lương và quân tiếp viện. Hưng Đạo Vương thấy Thoát Hoan giữ vững hai trại trên núi, không dám khiên chiến, ngài muốn tiến quân ra phá trại. Đó là: "Giặc Mông Cổ kiếm tìm mưu kế, ta phải thừa cơ gấp tiêu trừ." Tiếp hồi thứ 15. Sông Bạch Đằng kình ghê tuyệt chủng, cõi Hồng Lạc non nước thanh bình. Hưng Đạo Vương thấy Thoát Hoan cứ giữ hai trại không dám ra, mới tâu với vua rằng: "Thoát Hoan nay đã cô thế, có ý muốn trở viện thêm binh mã, lương thực và khí giới. Âu là ta sai quân chặn các đường sang tàu, không cho chúng tiếp viện. Thoát Hoan mất đường cứu trợ, chịu phải ở đây. Lương thảo đã cạn rồi, và lại trời sắp hết tháng 3, sang tháng 4, mùa hạ nóng lực, quân Nguyên không chịu được, tất phải rút về. Nhân dịp này ta tiến binh chắc là trừ được nghịch tặc." Vua mừng lắm nói rằng: "Đại vương bản chí phải." Khi ấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã dẫn quân đến. Hưng Đạo Vương sai Quốc Toản cất binh lên Lạng Sơn, một mặt sai vị vương tử Quốc Nghiễn và Quốc Tảng dẫn quân lên giữ trẹn núi Kỳ Lừa và ải Nữ Nhi Lạng Sơn đề phòng quân viện kéo sang, một mặt sai Phạm Ngũ Lão dẫn Cao Mang Đại Hành đến phá trại Chí Linh. Nguyễn Chế Nghĩa dẫn Hùng Thắng Huyền Du đến phá trại Phả Lại. Hưng Đạo Vương thống lĩnh đại binh tiếp ứng. Còn hai vị vương tử Quốc Úy và Quốc Nghệ và Phạm Ngộ, Phạm Mại ở lại hộ giá và giữ trại nhà. Thoát Hoan muốn cho người về tàu xin thêm viện binh khí giới, nhưng nghe tin Hưng Đạo Vương sai quân chặn hết các ngả đường, trong bụng lo sợ lắm, tiến lui hai đường đều nguy cả. Thoát Hoan hội các tướng giặc lại hỏi: "Quân ta giữ mãi ở đây, lương thảo sắp hết, ta muốn cho người về nước cầu cứu, nhưng quân Nam đã chặn hết các ngả đường rồi. Muốn tiến quân ra đánh, nhưng quân mình cứ thua mãi, không có bụng dạ nào đánh nữa, các ngươi nghĩ thế nào?" A Bát Xích Tâu: "Quân ta nay đã yếu thế, dù có đánh nữa cũng không địch nổi quân Nam. Tuy ta đang giữ hai trại này có hiểm, nhưng sắp hết lương thảo rồi, và lại đang mùa hạ nóng lực, quân ta không chịu nổi. Khi mới sang ta đã chiếm được nhiều nơi, nay để mất gần hết, chi bằng hãy tạm rút quân về nước rồi sẽ liệu kế khác." Nghe lời A Bát Xích, nhưng Thoát Hoan còn đang phân vân chưa quyết, chợt có tin báo về hai đạo quân Nam đang kéo đến. Thoát Hoan vội sai Trình Bằng Phi, Ô Mã Nhi chia quân làm hai ngả ra địch. Hai tướng giặc vừa ra khỏi trại vài trăm dặm thì gặp quân kéo đến, đôi bên giản trận đánh nhau rất dữ, quân Nguyên lại thua liền rút quân về trại. Hưng Đạo Vương lệnh các tướng vào đánh lấy trại. Quan quân ta vào phá mãi không nổi, giặc giữ trại hiểm lắm, phá suốt 3 ngày đêm không được. Hưng Đạo Vương truyền cho tướng sĩ lui quân xa trại Nguyên 3 dặm, lập trại đóng quân. Còn ngài dẫn quân đến đóng ở làng A Quả, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình. Đây là nơi ta tích trữ lương thảo nhiều lắm. Thoát Hoan giữ trại được nửa tháng, thấy thế đã nguy, đành hạ lệnh rút quân về tàu. Ô Mã Nhi phản tiếp dẫn thủy quân theo sông Bạch Đằng về trước. Trình Bằng Phi theo đường bộ dẫn quân đi tập hậu. Thoát Hoan cùng một số tướng và quân sĩ thiện chiến
định hôm sau sẽ rút về tàu. Hưng Đạo Vương biết mưu ấy, ngài truyền lệnh cho các tướng: quân Nguyên mấy hôm nữa sẽ rút về tàu, thủy quân tất kéo về trước. Nguyễn Khoái liền dẫn quân đi đường tắt lên thượng lưu sông Bạch Đằng, cho quân sĩ đóng thật nhiều cọc vững ở giữa sông. Khi nước thủy triều lên, thấy thuyền giặc đi qua, cho người ra khiêu chiến, lừa cho giặc qua bãi cọc, chờ nước thủy triều xuống sẽ quay binh đánh phản công, chắc là bắt được hết quân Nguyên. Nguyễn Khoái vâng mệnh dẫn quân đi. Hưng Đạo Vương lại truyền Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chí Nghĩa, hai người dẫn quân phục sẵn ở ải Nội Bàng, Lạng Sơn: giặc ắt phải qua đây về tàu, các ngươi nên cố sức đánh. Hai tướng phụng mệnh dẫn quân đi. Hưng Đạo Vương tiến thẳng lên đánh Thoát Hoàng, chợt có tin báo Ô Mã Nhi đã kéo quân đến sông Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương nổi giận, cầm gươm chỉ xuống sông Hóa Giang mà thề rằng: trận này không phá được giặc Nguyên thì thề không đến sông này nữa. Quân sĩ cùng hô vang. Ngài vội kéo quân đi tắt ngang sông, qua Hải Dương ra Bạch Đằng. Khi đến bờ sông Hóa Giang, nước sông đã cạn lắm, lòng sông toàn bùn lầy, voi ngựa không bơi qua được. Rất đông dân làng quanh đấy đã tự nguyện bảo nhau đem rơm, rạ, ván gỗ, cỏ khô ra làm đường cho voi đi. Con voi của Hưng Đạo Vương to quá, đi đến giữa sông bị sa lầy, không thể nào lên được. Ngài chịu để con voi ấy ở lại, kéo quân lên bộ đi gấp. Lúc ngài đi, con voi cứ trông theo, nước mắt chảy ròng ròng. Ngoảnh lại nhìn voi, ngài cũng chảy nước mắt. Nhưng ngài vẫn an ủi tướng sĩ: ta thương con voi chung với nước và có nghĩa với ta, chứ không phải là điểm gì bất thường đâu, quân sĩ cứ yên tâm. Mọi người đều dạ xin quyết đánh, kéo một mạch đến sông Bạch Đằng. Khi ấy Ô Mã Nhi phản tiếp cũng đến sông Bạch Đằng, đi được vài dặm sông bỗng thấy trống nổi lên. Đấy là tiếng trống quân lệnh của Nguyễn Khoái thúc binh ra đánh hai tướng Nguyên. Ô Mã Nhi cũng thúc quân vào đánh Nguyễn Khoái. Nguyễn Khoái giả thua, hô quân chạy. Lúc này nước thủy triều đang lên rất to, Ô Mã Nhi vô tình cứ thúc thuyền đuổi theo, quân ta giả vờ thua chạy, không đánh trả, lừa cho thuyền quân Nguyên vào qua bãi cọc, chờ cho nước thủy triều bắt đầu rút. Nguyễn Khoái mới bất ngờ hô quân quay thuyền đánh bật lại. Ô Mã Nhi phản tiếp chống trả dữ lắm. Quân của Hưng Đạo Vương cũng đến tiếp ứng. Ô Mã Nhi phản tiếp thấy thế quân Nam mạnh quá, lại thấy cờ hiệu của thống lĩnh Hưng Đạo Vương tiễu trừ nghịch tặc, mới thu quân chạy. Khi đến khúc sông Bạch Đằng có bãi cọc, nước thủy triều đã rút, thuyền Nguyên bị cọc đâm phải đắm rất nhiều. Quân ta theo lệnh Hưng Đạo Vương dốc hết sức lực đuổi đánh quân Nguyên. Thuyền giặc Nguyên vừa bị xô phải cọc nhọn, vừa bị quân ta dồn đánh ào ào, quân Nguyên bị chết đuối, chúng tên chết như rạ trên sông. Tiếng quân giặc la hét kêu cứu vang cả một khúc sông Bạch Đằng. Giặc bị chết nhiều quá, máu đỏ ngòm cả một quãng sông dài. Quan quân ta thừa thắng đánh rất hăng, ta bắt sống được rất nhiều giặc. Đỗ Hành bắt sống được Ô Mã Nhi và hai tướng Tích Lệ, Cơ Ngọc. Nguyễn Khoái bắt được Phàn Tiếp. Quân ta thu được hơn 400 chiến thuyền quân Nguyên, còn số lính Nguyên ta bắt sống được không biết bao nhiêu mà kể. Trận Bạch Đằng do Hưng Đạo Vương tổng chỉ huy đã đại thắng. Khi ngài dẫn quân về qua sông Hóa Giang thì nước thủy triều đã lên to, con voi của ngài đã nằm chìm mất. Ngài nhìn dòng sông lại rướm rướm nước mắt thương voi. Để tưởng nhớ công lao của voi, ngài sai xây đắp một con voi to bằng con voi thật ở ngay cạnh bờ sông, chỗ con voi của ngài đã chết. Dân gian gọi chỗ này là bến voi. Có thơ rằng: thành phượng ba quân đi như gió, bến voi giọt lệ thấu ngang sông, nước cờ thí tượng còn như vẫy, mấy cuộc tang thương vẳng biển đông. Thoát Hoàn nghe thủy quân Nguyên đã bị thua ở sông Bạch Đằng, hắn vội dẫn Trình Bằng Phi, Á Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Trương Quân, Trương Ngọc đi đường bộ lên Lạng Sơn. Về ải Nội Bàng bỗng gặp quân của Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa đổ ra đánh. Các tướng Nguyên cố bảo vệ Thoát Hoàn vừa đánh vừa chạy. Trương Quân dẫn 3.000 binh mã đi sau, liều chết lăn vào đánh. Phạm Ngũ Lão chém chết Trương Quân, Thoát Hoàn chạy thoát được ra khỏi cửa ải. Quân Nguyên 10 phần, mất 5-6 phần. Thoát Hoàn thấy nhục nhã vô cùng, cho danh diện thiên triều, tướng sĩ đông, vũ khí nhiều mà đến nông nỗi này, trong lòng buồn phiền, xấu hổ lắm. Các tướng kẻ bị chết, kẻ bị thương, người bị bắt sống. Nghĩ lại, lúc khởi quân tướng hùng binh mạnh,
khí thế ngút trời, mà nay mặt mày méo mó. Quân sĩ thất lạc còn 5-3 vạn, phần lớn bị thương cả. Khí giới cái thì gãy, cái thì mẻ, cờ tán rách nát, giáp trụ tả tơi, trông thật tiểu tụy. Thát Hoan bật khóc bảo các tướng: từ khi ta theo vua cha đánh đông dẹp bắc, chưa bao giờ tàn nhục thế này. Đương lúc buồn tủi, bỗng lại có điệp văn chạy đến báo với Thát Hoan: từ cửa ải Nữ Nhi lên đến núi Kỷ Lừa còn hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có trại đồn quân Nam chặn cả, hết đường ta về rồi. Thát Hoan nghe tin ấy thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu, nói với các tướng: quân ta đến nông nỗi này, ở đây cũng chết mà về cũng chết, ta chỉ liều đánh một phen nữa, may ra về được, chẳng may thì gửi nắm xương khô ở nước Nam, nó cũng phải thờ ta vạn đại. Các tướng giặc ngơ ngác nhìn nhau rồi tâu: quân ta hầu hết đã bị thương, người nào cũng mỏi mệt, đánh làm sao được. Thát Hoan truyền lệnh cứ quất quân đánh. Bỗng có tiếng quân Nam reo hò ầm ầm, mỗi lúc một gần. Thát Hoan sai Á Bát Xích, Trương Ngọc dẫn quân đi trước đánh mở đường, Áo Lỗ Xích dẫn quân sau, Thát Hoan đi giữa. Quân ta đã phục sẵn hai bên đường núi, bắn tên tẩm thuốc độc xuống như mưa. Á Bát Xích, Trương Ngọc chết tại trận, quân Nguyên chết như rạ, thây chất thành từng đống ngổn ngang. Duy chỉ có Trình Bằng Phi liều chết đưa Thát Hoan chạy được qua, qua Đan Kỷ lên Lộc Châu, rồi lẻn đường chạy tắt về Châu Tư Minh. Áo Lỗ Xích đi sau cũng thoát được, thu nhặt tàn quân về Tư Minh, theo Thát Hoan lên Yên Kinh. Sau khi đã đánh đuổi được hết quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi, Hưng Đạo Vương mới hội các tướng lĩnh, rồi rước Xa Giá vua và Thượng Hoàng về cung. Khi đến Long Hưng, Thượng Hoàng và vua vào bái yết Chiêu Lăng, sai đem bọn tướng Nguyên bị bắt là Ô Mã Nhi Phản Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc dâng nạp trước Lăng Tiên Đế. Vua thấy cảnh vật lăng tẩm khác xưa, những con ngựa đá ở trước lăng, con nào chân cũng lấm bùn, liền bảo các tướng: trong khi chinh chiến, hẳn các anh linh tiên đế cũng cưỡi ngựa đi giúp ta đánh giặc. Vua xúc động vịnh hai câu thơ: xã tắc hai phen bon ngựa đá, non sông muôn thủa vững âu vàng. Sau khi lễ tạ, Hưng Đạo Vương rước Xa Giá về Thăng Long. Vua thấy non nước lại thanh bình như xưa, mừng rỡ bảo Hưng Đạo Vương rằng: nước nhà mấy phen nguy rồi lại an, toàn nhờ tài của Đức Đại Vương cả. Hưng Đạo Vương tâu: thần không dám nhận lời khen ấy, thần nghĩ tất cả là nhờ công đức của nhà vua, các tướng sĩ cùng dân chúng, thần có tài gì đâu. Vua sai mở tiệc Thái Bình Điện Yến, 3 ngày đêm khao thưởng quân sĩ. Lại nói về Thát Hoan, sau khi thu quân chạy về Yên Kinh vào chầu Chúa Nguyên, thuật lại hết chuyện binh tình thua trận. Chúa Nguyên nổi giận lôi đình, lại muốn cất quân sang đánh báo thù nước Nam lần nữa. Các tướng lệnh can rằng: Nam Bắc chia cõi xưa nay, số trời đã định. Bên An Nam vua tôi đồng lòng, quân dân một dạ. Lại có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dùng binh như thần, dù có Tôn Ngộ Không sống lại, Tư Mã Ý phục sinh, cũng không địch nổi An Nam. Đã 3 lần quân ta vượt biển trèo non, hao binh tổn tướng, biết chừng nào vẫn không thắng được. Chi bằng ta hòa hiếu để dưỡng sức nuôi dân, lạc nghiệp là hơn. Chúa Nguyên nghe các tướng phân giải mới an tâm. Vua Trần Nhân Tông nghĩ tuy ta thắng quân Nguyên 3 lần, nhưng nước mình nhỏ, không sức đâu đánh mãi với giặc Nguyên được. Để giữ hòa với triều Nguyên, mới sai em Đỗ Khắc Trung là Đỗ Thiên Hư sang sứ xin tiến cống như xưa. Chúa Nguyên biết cũng chưa làm gì được nước Nam, nên thuận cho bang giao như trước. Năm Kỷ Sửu nhà Trần 1289, niên hiệu Trùng Hưng thứ 5, nhà Nguyên niên hiệu Chí Nguyên thứ 26. Vua Trần sai Nghĩa Lang là Nguyễn Thinh đi sứ Nguyên. Bọn tướng Nguyên bị ta bắt được là Tích Lệ, Cơ Ngọc được tha về tàu, Phản Tiếp vì buồn mà ốm chết. Ta sai hỏa táng rồi cấp ngựa lương thực cho vợ con Phản Tiếp, đem hải cốt chồng về nước. Còn tất cả những hạ quan nhỏ và binh sĩ Nguyên ta bắt được từ trước đến nay cũng tha về hết. Duy có Ô Mã Nhi vì đã giết hại quá nhiều người, lắm tội ác, nên nhà vua không muốn thả. Nhưng lại nghĩ làm thế nào mà giữ được hòa hiếu với triều Nguyên, vua hỏi Hưng Đạo Vương có cách gì không.
Hưng Đạo Vương Tông. Bệ hạ sai mấy người giỏi bơi lội trói Ô Mã Nhi vào thuyền, nói rằng dẫn về nước. Khi ra đến biển làm cho thuyền đắm, tất Ô Mã Nhi sẽ chết. Đổi sang báo với chú Nguyên là thuyền gặp gió bão, chú Nguyên sẽ không trách vào đâu được. Vua Trần nghe kế ấy, sai Hoàng Tá Thốn áp giải Ô Mã Nhi ra biển, làm cho thuyền đắm, Ô Mã Nhi chết. Xong việc, Tá Thốn lên thẳng Yên Kinh tâu với chú Nguyên: "Tôi phụng mệnh vua Trần đưa Ô Mã Nhi về Thượng Quốc, chẳng may đi biển gặp phong ba, đắm mất thuyền. Ô Mã Nhi to lớn quá tôi không vớt nổi, nên ngài đã chết đuối rồi." Chú Nguyên tưởng thật, không tra hỏi gì nữa. Triều Nguyên sai Đề Hình là Lưu Đình Trực, Lễ Bộ Thị Lang là Lý Tư Diễn đem chiếu chỉ sang nước ta tuyên phong. Vua Trần sai Hưng Đạo Vương ra tiếp. Đoàn sứ giả nhà Nguyên gồm 12 người, ta mở tiệc khoản đãi, hai bên lấy làm hoan hỉ. Đoàn sứ Nguyên tạ từ xin về. Vua Trần sai Đàm Minh đem lễ vật sang cống tiến Triều Nguyên đáp lễ. Từ đó hai nước lại thông hòa như trước, nên có thơ: "Can qua chinh chiến vừa xong cuộc, hai nước bang giao lại giảng hòa." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hồi tiếp theo của câu chuyện.